shop điện tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ê, ê. Yes, one kill. Đơn giản các bạn ơi. Thì các bạn cứ vào chơi game Cla này đấy, cho nó lượm đồ trước cũng được anh em, vào cho nó một đấm xong luôn, hợp lý. Anh em thấy hợp lý chưa? Đơn giản thôi mà. Một kill đầu tiên rồi anh em. Qua đây nào các bạn ơi. Ở đây có mỗi một kẻ thủ cứu thương thôi anh em ạ, để tôi lên tầng 2 coi. Người đâu ta? Có dao này. À, có từ chân. Tôi nghe tiếng chân này khá là gần, không biết là nó đang ở phía nào thôi anh em ơi. Ok ok. Anh ơi mau hết bệnh rồi anh kể chuyện ma cho bọn em nghe hả? Nếu anh em thích thôi thì kẹo kể cho thôi. Ê bên này bên này. Bên này anh em ơi. Rồi này, chạy đi em ơi. Hợp lý này. Một đứa nó ở ngay sau trụ điện phía nào với kem nha các bạn ơi. Cái gì đấy? À, trên tầng có một đứa cầm SKS nữa. Như vậy là có hai đứa anh em ơi, hai đứa. Một đứa trên nhà Doraemon cầm SKS nhá. Đây, để kẹo qua. Thôi xong, mày chết với anh rồi. Mày chết với anh rồi em ạ. Mày chết với anh rồi em ơi. Chạy đi em. Chạy nhanh. Lên bảng nhé. Uầy, chỗ nào cũng có người luôn anh em ơi. Khá là căng thẳng. Bây giờ hầu như là bị bao vây xung quanh cả rồi các bạn ạ. Wow. Đây này. Mình nghĩ là chết hết là mình nên hạ thằng phía trên kìa đã. Làm sao đấy? À nó qua đây. Chạy đâu em ơi. Lên bảng này, chạy đi em. Anh bảo chú rồi cơ mà không chạy cẩn thận cái lên bảng bây giờ. Mình có máu phát coi các bạn ơi. Rồi nha, ui, thank you. Hoa đã gửi tặng hoa. Người ta gọi hoa là hoa gấu. Ê. À, ui. Gì đấy, đừng bạn ơi. Từ từ thưa bạn, cái thằng ở phía dưới tôi biết ngay mà anh em. À, nó ở chỗ nào ta? Nó ở chỗ nào vậy các bạn ơi? Ui, khá là đông anh em ạ. Doraemon lại có người này. Xuống thôi. Doraemon lại có người này. Lên bảng, xong. Clear. Qua đây. Chú cứ qua đây anh hỏi tội này. Qua đây. Thằng bé nó không dám qua hả anh em? Đậu xanh này. Qua đây hỏi tôi. Dình với chả dập ở đây làm gì vậy? Lên trên phát áp mọi người ơi. Bỏ cái ống ngắm 1x ra ngoài nha. Hoa hồng hợp lý ha. Đúng, nó lại hợp lý mà. Thế mọi người gọi hoa là hoa hồng. Cũng hay mà. Cũng hay. À, từ từ đã. Lên trên nào anh em. Ở phía sau mình cũng có người luôn nhé. Thôi thì... Đây rồi. Lên bảng. Ui, cái đậu xanh. Đừng. Mất giáp rồi anh em ơi. Ui. Liệu choáng hả? Không lo lắm. Liệu choáng thì không lo lắm rồi. Đậu xanh này làm sao? Thằng bé này tỉnh ạ. À, nó tưởng là ăn được tôi đấy anh em ạ. Không ăn được đâu nha. 8 kim rồi. Trông có vẻ trận này hơi nhẹ nhàng xíu, bởi vì là kẻ địch nó cứ chạy đến chỗ mình thôi anh em ơi. Khá là nhẹ nhàng, 8 kill luôn nhá. Ủa, tôi có cảm giác giống kiểu như là hôm nay bị đá live vậy. Có mấy ông nào vào đá live phải không? Không hiểu sao tự nhiên kẻ địch nó cứ chạy đến chỗ mình thôi, mình không phải làm gì cả anh em ạ. 6 kill rồi, ok. Bây giờ thì đã lên cổng chơi được chơi anh em.
Em thích hoa hồng và mùa đông, được anh ôm phía sau lưng. Đó nó là bài anh Ai là người thương em hả? Bài đấy tôi cũng thích nghe anh em ạ. Em thích hoa hồng. Ê, làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Chính kêu dựng bông keo đấy hả? Đậu xanh hả? Dựng bông keo này. Thanh niên dựng bông keo và cái kết đáng lòng luôn nhé. Từ từ nào, mình xem có gì không, mình lượm nhanh nhanh thôi anh em ơi. Mấy quả bông keo này, quay gấu da. Gấu da luôn. Đã ghê. Gấu da này các bạn này. Đó, hợp lý lượm luôn này. Vứt cái đạn tiểu liên đi, 8 túi máu rồi 6 túi máu thôi, lượm thêm đạn súng chưa để bắn chưa anh em. Đi thôi các bạn. Ngon lành. Có xe monster chắc hả? Rồi lên xe. Lên xe chiến luôn, sao phải ngại bố con thằng nào nhỉ? Mình đang có 3 quả bông keo này, đi thôi anh em. Em thích hoa gì mà có mùi tiền hả? Hoa đồng tiền hả em? Hoa có tiền là hoa đồng tiền rồi, chứ còn hoa gì nữa vào đây? Xuống đây phát đá mọi người ơi. Có xe, có xe. Có xe Lamborghini, hợp lý. Xe này quẩy thì thô rồi các bạn ạ. Để tôi xuống dưới đây coi nào. Ây. Quẩy. Người đâu, người đâu? Xuống khu dân cư luôn các bạn ơi. Âm thanh lái xe nó khá là dắt tai anh em ạ. Đủ. Hôm nay mình lỡ tay mở loa hơi to ấy. Thế nên là đây. Mở âm thanh nhỏ xíu đỡ dắt tai này. Ok, cảm ơn Hoa nha. Cảm ơn Hoa gấu đã gửi quà tặng nhá. Bây giờ nghe nó êm tai hơi nhiều rồi, nghe mày nãy dắt tai quá. Như vậy là còn lại 14 người chơi nữa nha anh em. Đây anh em tìm người giúp tôi. Ui, đừng nổ. Please, đừng nổ. Nổ cái chết cả người lẫn xe thì... lag thế hả? Ủa sao lag em ơi? Anh em bật chất lượng 1080p lên coi. Đang rất là ổn nhá, không có lag đâu nha mọi người. Qua đây xem thế nào các bạn ơi. Loanh quanh thì mình cũng đang chỉ ở thung lũng mà thôi ấy. Đơn giản là lên cổng trời nhưng mà có thấy ai đâu. Chạy qua UV thử coi nè. Kiểu cảm giác vắng tanh không ạ. Thế là để tôi lên hẳn phía trên này coi nhá. Mãi có một thứ ở phía xa các bạn ạ. Đây bây giờ thì bo thứ hai chuẩn bị thu lại nhá. Sau 1 phút mười mấy giây nữa này. Nó chỉ có một cái khẩu AWM thôi. Thế nên là thôi. Mình qua đây coi. Ui, một người chơi nữa. Không hiểu sao các bạn ở đâu mà kêu nhau nhanh vậy luôn, thề luôn. Các ông kêu nhau quá là nhanh luôn đấy. Rồi kẹo xin chào tất cả mọi người nha. Anh em nhớ đó là chia sẻ livestream của kẹo này. Ê, có xe. Đứng lại. Xuống xe này. Nó chưa chịu xuống xe cơ anh em ơi, quay lại. Quay lại hạ gục nó luôn này. Ui, xe nó nổ rồi các bạn ơi, nó không chạy được xa đâu. Mày tính chạy đi đâu với anh? Để coi anh em ơi, thằng bé này chắc này nhiều máu lắm rồi đấy. Ngay ở ngoài à? Chạy đâu em ơi? Ui, ăn trộm xe hả? Xuống xe này. Ăn trộm xe này. Vỡ đầu. Ăn trộm xe của kẹo và cái kết đáng lòng nhá. Tưởng gì chứ bây giờ lại đi ăn trộm xe của mình luôn để chạy cơ à?
Công nhận là cũng thông minh đấy. Vào nhà xíu coi sắp xếp lại một tí đồ này các bạn này. Số nha, cảm ơn Hoa Gấu đã gửi quà tặng nhá. Gửi cái đấy người ta gọi là ngôi sao hy vọng hả? Hay là gì thế ta? Hôm nay mà có mấy điện thì đốt nhà mấy điện luôn. Anh cũng cảm giác là không. Thực ra mấy điện là do cái chung cư của anh ấy, chả biết nó cắt điện làm gì nữa cơ. Ngáo thế, nghe mà hôm qua đang like cái tự nhiên tối sầm lại. Wow, kiểu không hiểu trời đất là tại sao luôn. Tôi cảm giác wow, đang like tối sầm lại, xong mất mạng các thứ nữa. Đang làm giải cho anh em chơi chứ bình thường like bình thường thì không nói luôn cơ. Được chưa mọi người? Đây còn 10 thằng nữa nhé. Lúc này thì mình đã có được 10 kill rồi. Xem như nào, cố gắng hạ 10 thằng nữa là ok. Rồi nha, cảm ơn Hoa nha. Chắc là đang làm đây, ngồi treo xem live đây. Ê, chỗ nào vậy? À đây rồi. À đây rồi. Nó ngay gốc cây đấy anh em ạ. Nó ngay gốc cây đấy anh em ơi. Làm sao đấy? Làm sao đấy? Dựng bom keo cả. À ok. Nó dựng bom keo đấy các ông ạ. Bây giờ có một đứa này. Bây giờ có một đứa này. Làm sao đấy? Lên bảng. Có một đứa xong bom keo đấy các ông ạ. Cho quả lựu qua này. Nó chạy này, nó chạy này. Nó chạy này. À đủ, chạy hả? Lên bảng, 12 kill. Chạy là chạy thế nào hả em ơi? Rồi nhé anh em, vứt bớt mấy cái đồ này ra ngoài nhá. À, chúng ta sẽ lượm thêm lựu đạn này, hợp lý. Đi thôi mọi người. 12 kill luôn rồi, hôm nay trận này bắn hơi gắt các bạn ạ. Thế còn 7 thằng ở đâu? Để xem hạ luôn chúng nó còn kiếm top 1 cho anh em. Đâu rồi, chúng nó đâu rồi? Để kẹo xem cơ nào. Ui, mấy bạn đâu rồi? Mấy bạn đâu rồi hả? À, mình chưa nhìn thấy được đứa nào ở đây luôn này. Thế này là sao đây? Rồi, cứ qua thử phía này coi nào. Ê. Chúng nó ở đâu đấy nhỉ anh em? Bây giờ kiểu không tìm kiếm được người ấy, thì phải làm như nào? Thật ra thì bom nó đang còn hơi to xíu nên anh em chờ từ từ nhá. Chờ một xíu nữa thôi. Kiểu gì là chúng nó cũng chạy vào đây. Và tất nhiên là chạy vào đây thì tha hồ mà sấy rồi anh em. Đi nào. Dưới này tôi chưa thấy ai các ông ạ. Để tôi qua đây xem. Anh bắn gắt vãi. Thường thôi em ơi. Anh bắn bình thường thôi mà, có gì đâu. Không còn ai nữa hả? Sao mà còn tận 6 đứa nữa cơ mà? Ui, cơ hội chiến thắng của mình còn chưa đến 20% nữa cơ. Để coi nào. Sao nó lại kiểu vắng tanh thế nhỉ các bạn nhỉ? Thế có khi là chúng nó tập trung hết ở cái khu phía trên rồi đấy. Cái khu mà ở ngay dưới thung lũng này anh em này, tôi thề với anh em luôn. Chắc là chúng nó tập trung ở cái khu này cả rồi. Ui, đậu xanh. Thôi thôi. Bây giờ cơ hội chiến thắng của mình đã lên đến 20% rồi nha anh em. Tại còn 4 đứa nữa mà. Bây giờ thấy rồi. Thấy rồi nhé. Lên bảng. Xong, rất nhanh. Rất nhẹ nhàng anh em ơi. À, chỗ bông keo có người, chỗ bông keo có người này. Anh em yên tâm. Chỗ bông keo có người này, đằng trước có người này. Có người này, chạy đi em ơi. Gốc cây có người nhé, bom keo có người nhé. Ok, đứng tạm đây. Làm sao đấy bạn ơi? Ui ui ui. Bắn hơi gắt đấy anh em ạ, anh em từ từ. Từ từ các bạn ơi. Chúng nó bắn hơi gắt đấy anh em ạ. Chạy bom này, chạy bom này. Nó qua gốc cây kia luôn rồi anh em ơi. Tôi chạy vào trong. Không ham, không ham, kẻo chạy vào trong nhá. Đứng đây canh này, nó chạy này. Nó chạy này. Chạy này em ơi. Ok, xong lên bảng. Thằng nữa ở dưới này này. Uầy. Để mình xem nào. Không thấy, không thấy.
Bây giờ là còn lại có hai thằng cuối nữa thôi anh em ơi. Hạ nốt hai thằng nữa là tốt một rồi này. Ui, căng thẳng phết chứ không đùa anh em ạ. Đây riêng kẹo là cảm giác là hơi bị căng thẳng rồi đấy anh em ơi. Thôi xong. Đây là cuộc chiến 1v1 rồi anh em ơi. Mình chưa thấy thằng cuối đâu luôn. Chắc là nó ở góc này các bạn ạ. Rồi chào mừng anh em đến với cuộc chiến 1v1 giữa mình và thiên nhân một cuối này. Kết thúc này, một là kẹo có 15 kill này, hai là kẹo bị hạ gục và dừng lại top 2 này. Đây nó là kèo hơn thua nha anh em. Hơn thua một sống, một mất luôn, gọi là một mất một còn đấy. Comment này nha, ui, thank you hoa gấu nha. Lần này là gửi cái món đồ pháo bông hay cái gì đây. Ê, anh em thấy thằng cuối chưa? Nó chưa qua đây anh em ơi. Nó chưa qua đây luôn này. Cái đậu xanh không biết là nó đang ngồi canh tôi ở chỗ nào nữa. Nhìn chưa ra. À đây, phía sau. Phía sau này, chạy đâu em ơi. Shotgun ấy hả? Shotgun ấy hả? Qua đây. Shotgun ấy hả? Xong, yes. 15 kill top 1. Ăn mừng. Hợp lý anh em. 15 kill top 1 này. Nó phải như vậy với bộ trang phục ninja thần chết nhá. Yes. Ok. Lên luôn kim cương. Đấy. Yes, tuyệt vời luôn anh em ơi. Mình có được 15 kill top 1 ở trong cái ván đấu này nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.